qua năm mới cận kề, người ta trở về gia đình đoàn tụ, con cháu đông đủ đón rước ông bà, sửa soạn cửa nhà gọn gàng năm mới. Đầu năm mừng tuổi chúc khắp mọi người một năm tươi vui hưởng nhiều lộc phước, sức khỏe làm trước mới đến tiền tài, trẻ già gái trai sống đời sung sướng. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về ô mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, nói gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Dâng tặng mẹ cha bao nhiêu thương kính, dòng về mẹ cha dâng ngàn đóa hoa tươi màu, gửi tặng mẹ cha như lòng chúng con luôn nguyện làm người con ngoan. Cha mẹ đã cho chúng tôi tình yêu thương vô bờ bến, hôm nay, ngày mai và mãi mãi, chúng con không bao giờ trả hết. Dù chúng con có dốc sức phụng dưỡng cha mẹ, thì công ơn cha mẹ rất cao như núi, không bao giờ trả xong. Nhân ngày rằm tháng Tết, tìm lại những ngày tháng êm đềm, âu yếm trong vòng tay che chở của cha mẹ, nâng niu các con trong giấc ngủ trưa, trong tô ca dao ngọt ngào của mẹ. Công đức cha mẹ như núi cao biển rộng, ơn cha mẹ nghĩa sinh thành, chúng con khó đáp đền. Chúng con dù làm gì ở đâu, dù ở cương vị nào, nhưng mỗi khi gặp khó khăn hoạn nạn thì chỉ biết tìm về với mẹ với cha, vì chỉ có mẹ cha mới là nơi yên bình, chỉ có mẹ cha để tạo niềm tin nền móng vững chắc để cho mỗi đứa vững bước vào đời. Chúng ta dù ở bất cứ cương vị nào nhưng đều nhỏ bé với cha mẹ. Ôi tình mẫu tử phụ tử mới bao la thiết tha làm sao để thấu hiểu được công lao to lớn đó. Mỗi chúng ta cần làm việc công tác tốt, không làm điều gì xấu, sống nhân từ với mọi người để sưởi ấm tấm lòng của cha mẹ. Đó là đạo lý nét đẹp của mỗi con người Việt Nam ta. Chúng ta không những phải quan tâm chăm sóc cha mẹ mà phải sống có đạo lý, làm điều hay lẽ phải, nuôi dạy con cháu thành đạt là người công dân tốt. Đó là phần thưởng làm cho cha mẹ ông bà ấm lòng. Chính vì đó mà đã từ lâu đời, cứ mỗi độ xuân về, cha mẹ lại thêm một tuổi, thì các cấp ủy đảng cũng như các gia đình tổ chức lễ mừng thọ để tỏ lòng thành kính biết ơn đến những bậc cha mẹ. Sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải,
họ về Nam Sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy thành viên tú thân. Chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ Nam Sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy thành viên tú thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ Nam Sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy thành viên tú thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ Nam Sơn gia đình đoàn viên. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ Nam Sơn gia đình đoàn viên. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ Nam Sơn gia đình đoàn. Dù cho nén khó môi vai mờ, dù cho mắt
bạn dành kia và dù năm tháng vui vang ta quên bên nhau tàn gió ba ta yêu tiếng chúng ta khi ngày xa tuyệt vời ý nghĩa với gia đình khi mà ngày hôm nay cụ ông đã được nhờ phúc ấm tổ tiên với tuổi thượng thượng thọ 90 xuân. Và ngày hôm nay chính là một ngày mà cụ bà cũng như tất cả các con các cháu trong đại gia đình mong chờ từ rất lâu rồi để tưng bừng vui mừng phấn khởi tổ chức lễ mừng thượng thượng thọ cụ ông. Và ngay sau đây để chào đón tất cả các quý vị khách quý, chào đón tất cả các con các cháu của hai cụ đã trở về trong buổi lễ mừng thượng thượng thọ của cụ ông hôm nay. Xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng trở lại với khán phòng để cùng thưởng thức chương trình ca nhạc. Và chẳng mấy khi được đón khách quý đến trời nhà, xót lời hát xuống xót chén trà mời nhau, để anh sợi một miếng trầu, sau rằng vẫn biết qua cầu xó bay. Và cùng đến với một ca khúc thay cho lời mời, lời chào đón thì tới cả là Gimmy. Ca khúc và tựa đề Khách đến trời nhà, một sáng tác lời mới của nhạc sĩ Lê Minh. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với hai dòng ca Minh Yến và Thu Trang. Và xin một tràng vào tay thật lớn của quý vị dành tặng tới các nghệ sĩ. Xin được trân trọng kính chào toàn thể các quý vị. Vâng, sao miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chết, dám mùi hương đừng hát thì dỡ hơn ai lại phải lòng. Để bây giờ xa ngõ mấy trong xa ngõ mà chơi. Hát sớm trên trà mời nhỏ, xót lời hát
chén trà đường chắc sáng ngày ngoan đường hát thì dưới nơi anh đại về lòng để ngày xa ngõ vào trong bạn con tới bàn tình thương đến tình. Có thể hai cụ kính thưa toàn thể quý vị thân mến. Ngày hôm nay thì cũng rất vinh dự cho chúng con là những người em của anh Huyên. Và nghe tin của cụ là gia đình tổ chức thường thượng thọ cho cụ tròn 90 xuân. Và chúng con thì được về đây và mang lời ca tiếng hát của mình. Trước tiên là dâng cúng tổ tiên của dòng họ Chu Văn. Và sau đó là kính dâng lên hai cụ. Chúc hai cụ sẽ phúc như Đông Hải và thọ tỷ Nam Sơn. Chúc cho đại gia đình cũng như là dòng họ Chu Văn của chúng ta sẽ ngày phát triển và thịnh vượng, cũng như là con cháu ngày càng thăng quan tiến chức hơn nữa. Và ngay sau đây thì con xin được gửi tới toàn thể quý vị khách quý, đặc biệt là kính dâng lên tiên tổ của dòng họ Chu Văn, gửi tới hai cụ bài hát văn với tựa đề Dâng Văn Chầu Tổ. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đón nghe. Cây có gốc thông nảy nhanh xanh ngọt, nước có nguồn bể cả sông sâu, người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng. Thank you.
tình đời hương khói dòng họ Chu Văn dòng hoa giỏi trâm oanh ngày nay nước tiếng thơm danh cùng ai buồn rơi cho cành đỏ các cụ cũng như toàn thể quý vị rất nhiều. Vào phúc ấm của tổ tiên. Và ngày hôm nay, ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức ngày 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần, khi mà đất nước của chúng ta đang trở mình để chào đón sự thành công phát triển đổi mới của quê hương đất nước, thì tại quê hương Vĩnh Lộc Phùng Xá thân yêu, một bầu không khí ngập tràn niềm vui hạnh phúc đã đến với tư gia của gia đình cụ Chu Văn Ngân, khi mà cụ bà đang cùng với các con, các cháu, các chất vui mừng, phấn khởi, long trọng tổ chức lễ mừng thượng thượng thọ 90 xuân cho cụ ông Chu Văn Ngân. Và đây chính là lý do vui mừng đặc biệt để các quý vị khách quý, những người thân yêu và tất cả các con, các cháu, các chất của hai cụ đang có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay để cùng gửi tới hai cụ những lời chúc tốt đẹp nhất. Và một tràng pháo tay thật
lớn để chúng ta cùng chúc cụ ông Chu Văn Ngân và cô bà Nguyễn Thị Phúc sẽ luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên con cháu Thảo Hiền, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, an khang trường thọ. Và có lẽ là giờ đây thì tất cả quý vị đang cùng với các con, các cháu của hai cụ rất mong muốn được ngắm nhìn và chúc mừng sự hiện diện tại sân khấu. Đó chính là cụ ông Chu Văn Ngân. Và sự hiện diện của cụ ông thật trọn vẹn, thật ý nghĩa. Ngay lúc này sẽ cùng hiện diện với cụ bà Nguyễn Thị Phúc, một người vợ rất là tuyệt vời, một người mẹ của các con, ông của các con cụ, một người bà, người cụ của các cháu, các chất. Người phụ nữ Việt Nam đã luôn tảo tần, đồng hành, kề vai sát cánh bên cụ ông để cùng vun đắp cho gia đình hạnh phúc và nuôi dạy các con, các cháu được khôn lớn trưởng thành. Và ngay sau đây thì xin mời toàn thể quý vị cùng các con, các cháu hãy cùng vang lên một tràng vỗ tay thật lớn, cùng chào đón sự hiện diện của cụ ông Chu Văn Ngân và cụ bà Nguyễn Thị Phúc. Đời một nắng hai sương, nhọc nhằn vất vả vì thương con mình. Nói sao cho hết thân tình, ơn cha nghĩa mẹ hy sinh một đời. Dù con có nói cạn lời, cũng không nói hết công người sinh ra. Cha là núi, mẹ là sông, các con hiếu thảo những công sinh thành. Đó chính là nét mặt tươi khôi của hai cụ, của ông và cụ bà đang cùng bước lên sân khấu để cùng đón nhận những lời chúc thọ của các quý vị khách quý, các con, các cháu trong lễ mừng thượng thọ của cụ ông hôm nay. Những tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị, của các con, các cháu đều chào đón và chúc mừng ạ. Đúng quý vị thân mến, cùng các con, các cháu của hai cụ, và có lẽ là cùng với sự chuẩn bị rất là chu đáo của các con, các cháu thì chúng ta đang chứng kiến một hình ảnh vô cùng tuyệt vời và ý nghĩa trên sân khấu lúc này. Đó chính là sự hiện diện của cụ ông và cụ bà. Vâng ạ, đang nở những nụ cười rất là tươi, rất là hạnh phúc khi mà hai cụ đang đón nhận những tình cảm, lòng biết ơn và tấm lòng hiếu thảo của tất cả các con, các cháu, các chất của hai cụ, đúng không ạ? Và thưa toàn thể quý vị, thưa các con, các cháu trong đại gia đình, niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi con người đó chính là được sống bên cạnh người mình thương yêu, được nhìn thấy các con, các cháu khôn lớn, trưởng thành, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Để rồi cha cho con cả cuộc đời, mẹ cho con cả một thời thanh xuân, nuôi con mà một nỗi gian truân, mẹ cha đâu ngại khó khăn đêm ngày, ước mơ tươi sáng ngày mai, con mình khôn lớn, tương lai huy hoàng. Và với công ơn sinh thành dưỡng dục bao la như trời, như biển của cha của mẹ, thì các con, các cháu dù có báo hiếu tới bao nhiêu thì cũng không thể đền đáp được công ơn của cha mẹ. Và ngày hôm nay chính là một ngày vô cùng tuyệt vời, ý nghĩa khi mà các con, các cháu của hai cụ đã mong chờ từ rất lâu để nhờ vào phúc ấm của tiên tổ, nhờ vào sự tu nhân tích đức của ông bà tổ tiên. Ngày hôm nay cụ ông đã được thượng thọ với tuổi 90 xuân và đang cùng vui vẻ, hạnh phúc bên người vợ yêu thương của mình, đó chính là cụ bà Nguyễn Thị Phúc. Và đây cũng chính là một dịp để cho các con, các cháu, các chất của hai cụ được thể hiện tấm lòng hiếu thảo, sự tôn kính và lòng biết ơn của mình tới cha, tới mẹ, tới ông, tới bà, tới cụ của mình. Vâng ạ, và ngay sau đây thì xin mời toàn thể các quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng vang lên những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón trở lên sân khấu lúc này đây. Đó chính là những người con trai, con gái, con dâu, con rể của hai cụ ạ. Xin mời tất cả các bác, các anh, các chị, chúng ta sẽ cùng bước lên sân khấu để cùng chứng kiến những giây phút rất là tuyệt vời trong lễ mừng thượng thọ của cha mẹ mình ạ. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phù kín công cha.
tàu sớm hơn, mẹ nuôi con con lớn, mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con. Vâng ạ, và đang bước lên sân khấu lúc này đây, đó chính là những ánh mắt, những nụ cười, niềm vui rạng ngời đang nở trên gương mặt của những người con trai, con gái, con dâu, con rể của hai cụ khi mà đang được đứng trên sân khấu này để cùng chứng kiến và chúc thọ tới cha, tới mẹ của mình trong lễ mừng thượng thọ của cụ ông 90 xuân. Của cụ ông xin được trân trọng kính mời. Kính thưa hai cụ, thưa tất cả các ông, các bà, nhớ ơn tổ ấm. Năm nay hai cụ được lên cái tuổi thượng thọ. Con xin cảm ơn trời đất và cảm ơn tổ tiên đã ban cho cha mẹ của chúng con có một sức khỏe và được trường thọ. Hôm nay gia đình tổ chức lễ mừng thọ cho cụ ông 90 tuổi. Con là con trai trưởng của cụ. Và con xin đại diện cho tất cả những người con của cụ, con trai, con gái, rồi con dâu, con rể, đến để mừng tuổi hai cụ. Và con cũng xin có lời khẩn cầu tới trời đất và tổ tiên để ban cho các cụ luôn được mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc cùng với gia đình, để làm sao 10 năm nữa chúng con lại được tổ chức mừng thọ cụ 100 tuổi. Xin ạ. Con xin mừng tuổi cụ ông. Con xin mừng tuổi. Thật là tuyệt vời đúng không ạ? Thưa quý vị thân mến, còn hạnh phúc nào hơn khi mà những người con, trai, con gái của hai cụ từ ngày nào vẫn là những cô bé, cậu bé, và ngày hôm nay với tình cảm yêu thương vô bờ bến, với tình cảm và sự dìu dắt của cha mẹ, thì các con của cha mẹ đã khôn lớn trưởng thành. Và giờ đây, có người đã nên ông, nên bà, nhưng trước cha mẹ thì vẫn là các cô bé, cậu bé ngày nào mà cha mẹ luôn mở rộng vòng tay để yêu thương che chở. Và hạnh phúc nào hơn khi ngày hôm nay các con được thấy cha mẹ mạnh khỏe, vui tươi dù tuổi đã xế chiều. Ấy mà những nụ cười vẫn luôn nở trên môi như những mùa xuân rạng ngời hạnh phúc. Và cùng với niềm vui, niềm hân hoan của gia đình trong lễ mừng thượng thọ của cụ ông hôm nay, thì Hồng Quyết cũng như trung tâm tổ chức sự kiện Phương Nam Nguyễn rất vui mừng và vinh dự khi được có mặt tại Tư Gia để cùng với các quý vị khách quý, cùng với các con, các cháu, các chắt của hai cụ chúc thọ tới hai cụ trong lễ mừng thượng thọ của cụ ông 90 xuân. Chúng con xin được kính chúc hai cụ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hiếu thảo, hiếu kính của các con, các
cháu, các chất của hai cụ, thì xin mời anh con trai, vâng ạ, xin mời bác trưởng là con trai cả của hai cụ sẽ rót rượu để kính rượu lên cha, lên mẹ của mình. Con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con ạ. Vâng ạ, với ly rượu hiếu kính mà bác trưởng đã đại diện cho tất cả các con các cháu của hai cụ để kính rượu tới cha tới mẹ của mình, thì xin mời bác ạ sẽ tiếp tục với những lời chúc thọ tới cha tới mẹ của mình. Con xin đại diện cho tất cả những người con của cụ, con trai, con gái, con dâu, con rể, năm mới để mừng cụ, chén rượu chúc hai cụ luôn được mạnh khỏe và bình an. Wow, rất là tuyệt vời thưa quý vị ạ. Và con đời non cao ơn dưỡng dục, nghĩa mẹ sinh thành tựa biển Đông. Một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị để chúng ta cùng chúc mừng cho hai cụ ạ. Chúc mừng cho tất cả những người con, người cháu, người chăn ngoan hiền hiếu thảo của hai cụ. Ngày hôm nay thì chúng ta đang sống trong một cái bầu không khí rất là tuyệt vời, tràn đầy ý nghĩa trong lễ mừng thường thượng thọ của cụ ông 90 xuân. Đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Thương Lam đang lưu lại những bức hình thật đẹp trong lễ mừng thượng thượng thọ của cụ ông, và xin mời tất cả các con, các cháu, các chất của hai các cháu vào đi, ngồi ngồi vào, ngồi ngồi vào. Các cháu ạ, các cháu nội, cháu ngoại rồi các chất của hai cùng sẽ trở lên sân khấu để lưu hình rồi, để chụp mấy kiểu luôn nhá. Cả nhà ơi, che tươi nhá. Tất cả cười tươi lên nào. Cả nhà nhìn đây. Cái nữa nhá, để chụp vài kiểu luôn. Rồi tất cả trẻ tươi luôn một kiểu nữa nhá. Một, hai, ba. Rồi. Rồi em đề nghị cả nhà giữ nguyên vị trí ạ. Để cháu, để trai, gái, dâu rể rồi các chất đúng không ạ? Rất là đông vui như thế này và bây giờ cũng có thể chia sẻ cái cảm xúc của cụ đại diện cho cụ bà, cũng có thể chia sẻ cảm xúc này của cụ với các con, các cháu và tại gia đình của mình không ạ? Rồi chắc là cả báo ông đông hòa, các chị em thanh niên phụ nữ. Hôm nay là ngày tôi được tổ chức cái lễ, cái buổi vui liên hoan với tất cả gia đình trong với cái tuổi 90. Vậy thì tất cả chúng tôi xin thay mặt gia đình xin cảm ơn cụ ông và chúng tôi, xin cảm ơn tất cả các anh em bạn bè của các cháu, rồi thì tất cả nói chung là tất cả hồi vui hôm nay Tết thì chúng tôi rất phấn khởi. Cụ ơi, và con có thấy các anh các chị là con của cụ ấy, con nói với con rằng là với công ơn sinh thành dưỡng dục của hai cụ thì các con các cháu mà có báo đáp tới bao nhiêu thì cũng không thể đáp đền đấy hết đâu ạ. Và ngày hôm nay chính là một ngày mà tất cả các con các cháu của hai cụ đang mong chờ để được tổ chức lễ mừng thượng thọ của cho cha cho mẹ và cho cụ cho ông cho bà của mình. Và một lần nữa thì xin được cùng với tất cả các con các cháu các chất cùng với tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng bay những tràng pháo tay thật lớn để chúc hai cụ sẽ luôn mạnh khỏe, cũng như đông hải thọ tình nam sơn.
cùng cụ ông, thì cụ bà cùng với các con các cháu cũng đã sửa soạn đại tiệc, trước là để tạ ơn trời đất kính lễ tổ tiên, và sau đó là xin được trân trọng kính mời tới các quý vị khách quý, những người thân yêu của gia đình đã trở về chung vui và cùng chúc mừng tới hai cụ. Và cho tới giờ phút này, những lễ nghi đã hoàn tất và cũng đã tới giờ dự tiệc, thì ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời trở lên sân khấu sự hiện diện của người con trai trưởng của hai cụ, đó chính là ông Chu Văn Ân, sẽ trở lên sân khấu với đôi lời phát biểu cảm ơn cũng như có những lời mời trân trọng gửi tới toàn thể quý vị. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, thưa tất cả các ông các bà, năm nay nhờ ơn tổ ấm, cụ ông của gia đình chúng tôi được đơn tuổi thượng thọ 90 tuổi. Đây gia đình tổ chức lễ mừng thọ cho cụ. Lời đầu tiên, thay mặt gia đình xin có lời cảm ơn tới tất cả các cụ, các ông, các bà đã đến để mừng cho gia đình và chúc thọ cho cụ ông. Và đến giờ phút này thì tiệc rượu đã được chuẩn bị hoàn tất. Tôi thay mặt gia đình xin mời các cụ, các ông, các bà ra rượu nâng ly để mừng cho đại gia đình nhà chúng tôi và chúc mừng tuổi thọ cho cụ. Xin cảm ơn. À, xin được cảm ơn những lời mời, những lời cảm ơn rất là trân trọng và những lời chúc tốt đẹp của ông Chu Văn Ân, là con trai trưởng của hai cụ. Và kính thưa quý vị thân mến, cũng theo như ý kiến của đại diện gia đình thì cho tới giờ phút này thì những lễ nghi đã hoàn tất và cũng đã tới giờ dự tiệc. Xin được trân trọng kính mời các cụ, ông, các bà cũng như toàn thể quý vị và các con, các cháu, chúng ta sẽ cùng ra rượu, ra bia, ra nước ngọt để cùng nâng ly cạn chén chúc mừng cho hai cụ sẽ luôn được mạnh khỏe, vui vẻ bên con cháu, an khang, trường thọ, và chúc mừng cho đại gia đình cũng như toàn thể quý vị đón chào một năm mới xuân nhâm dần thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, phát tài, phát lộc và thành công trong mọi lĩnh vực. Xin được cảm ơn tới tất cả quý vị đã gác lại những bộn bề trong những ngày đầu xuân để dành những thời gian của mình trở về chung vui với gia đình và cùng chúc thọ tới hai cụ. Chúc toàn thể quý vị có một bữa tiệc chung vui với gia đình thật ngon miệng. Trân trọng cảm ơn rất nhiều. Chốn kim môn cô ra vào ngọc miền chúa kim môn danh thông ngoài cõi tiếng nổ trong cung ngày cơ cô về mang lại những tập các dòng họ chú quan nhà chúng con à. Xin thầy mộ thú trên ngàn bầu trời cảnh vật vẫn phong nghi quang ôn hòa trên bát ngát trăm đi hoa thu nở dưới cảnh bầy cầm hòa tố vui chơi. Oh,
trên sườn núi, sau lưng đèo người mèo ta hát. Rông 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 trên sườn núi, sau lưng đèo người mèo đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bóng con người hôm nay thành bóng con người đèn hương nhắc nói sớm hôm cùng thờ trong tình có chút nam mô ha lạy hoa diệu chạy để rồi làm chi
cuối cùng cũng chẳng mà đẹp đi. Cuối cùng cũng chẳng có đem đi, mà đem đi thời cũng chẳng thể làm gì cho ai. Cho nên đi họ chú văn mây đã có gặp lại có tài, lại có tâm này có đức được hưởng lộc rơi hoa. Họ chú văn đây vẫn chưa hết lòng tài, vẫn chưa hết lòng tài. Là họ ơi, ơi họ, lời hòa đầu xuân năm mới hòa về văn tài tiếp lòng trân trọng họ chú văn và cùng nhân nhà chúng con là khoan chú văn đây bình an, đây hoa lòng hoàng hướng đông còn nhiều gian nan xưa ông sư con xin hoàng chứng tâm họ chú con tâm tư theo cánh ngàn không gửi về siêu phanh phanh phanh, ta đã chịu
lắm còn ghi nhớ. Ôi xin ông mười mang tài cho dòng dòng họ Chu. Cảm ơn anh Trung đã và tạo điều kiện cũng như là gieo duyên để chúng em, những người em của các anh được về đây uống chén rượu để mừng tuổi cụ 90. Xin cảm ơn ạ. Về đồng làm lễ
dân hương, dâng lên tam bảo mười phương độ trì, tay dâng hương lên đức Phật từ bi. Bài say đó chịu lục tung, nâng ngân lăng ái gốc dòng sơn trà, tính vô mày mặn chung mặn xa. Hãy
một thơ thơ biết yêu quê nhà, đàn con tháng xéo hương ca trôi thơi, nhìn còn vang nhịp nhàng đi. Xuân, ôi rồi tình Xuân, có tình thì mới lại có Xuân, mà có Xuân thì lại phải có thì.
ơi khi chân bay tơ hồng thuyền anh ra khơi có ngài ơi. Trên đoàn thuyền hai áo vui sóng xô anh như đồng làng quê cánh cò bay trên sông đùa. Nhiều hơn nữa sự thành công và phát triển trong công việc của mình với sự tin yêu, tin tưởng,
đồng hành của tất cả các quý khách hàng. Và chúc hai cụ cùng với tất cả các con, các cháu, đại gia đình nhà mình một năm mới gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và thành công phát triển trong cuộc sống. Xuống chợ dắt ngựa đi xuống núi, xuống chợ uống rượu dắt ngựa theo, uống cho vợ này uống cho con, uống cho chân này uống cho tay, chợ là hoa say người uống hoa say, xuống chợ ăn ăn phố, xuống chợ uống rượu ngô, uống cho may này uống cho
có một người thiệt tình thầm. Nhìn nhau biết nói chi đây, hai hàng mi chưa tan lệ đây. Mẹ cha như lòng chúng con luôn nguyện.
đoàn viên trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm, nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời.